Hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên của khóa học trực tiếp Pet và Băng Tô của chúng ta. Hiện tại thì cô đang thấy các bạn đang có mặt rất là đầy đủ và đến đúng rất là đúng giờ, cho nên là cô xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và trong khóa học ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta sẽ là học chuyên về áo vest và băng tô. Và hiện tại thì ở đây cô đang thấy là đang có các bạn chủ yếu là các nhà may. Vậy thì các bạn đến từ lúc sáng có thấy mệt không ạ? Không, năng lượng mình rồi, nhiều năng lượng. Và lúc này sức khỏe của các bạn thế nào ạ? Đã sẵn sàng có thể cho buổi khai giảng ngày hôm nay chưa ạ? Sẵn sàng. Rồi, xin cảm ơn. Vậy thì cô sẽ nói sơ qua một chút về chương trình học của chúng ta trong khóa học này. Dự kiến khóa học của chúng ta là khoảng 5 ngày là học chính. Nhưng cô sẽ tạo điều kiện cho cả lớp là chúng ta sẽ học trong vòng 10 ngày liên tục. Thì trong 10 ngày đó chúng ta sẽ học những kiến thức cơ bản và các công thức và các kỹ thuật để tạo form được những cái mẫu áo vest như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Và chút nữa thì cô cũng sẽ giới thiệu các bạn ở bên phòng mẫu. Sau đó thì chúng ta cũng đi vào phân tích để cắt may cho một số dáng người và các kiểu cổ, kiểu tay để các bạn có thể cắt được nhiều kiểu áo vest. Các bạn thấy thế nào ạ? Rất tuyệt vời ạ. Cảm ơn. Cái tiếp theo thì để có được những cái mẫu áo vest và những mẫu áo măng tô mà như các bạn đang nhìn thấy đây là rất là đẹp và chỉnh chu, thì chúng ta sẽ phải qua các bước học. Đầu tiên là các bạn sẽ phải học về cách đo, thì chút nữa cô sẽ hướng dẫn đo trực tiếp trên cơ thể của các bạn. Và với cái thời điểm bây giờ thì cái phương thức và cái kỹ thuật là may đo bán sẵn cũng như là sử dụng các bộ khuôn gập để thiết kế thành các size bán sẵn cũng như là nhảy size cho các dáng người thì các bạn cũng sẽ được cô hướng dẫn trong khóa học này. Sau đó thì chúng ta sẽ được cô hướng dẫn về cách chọn vải, rồi chúng ta đi mua vải, rồi các kỹ thuật may như thế nào cho đẹp thì chúng ta sẽ được trải nghiệm qua các buổi thực hành. Đấy, các bạn có muốn thực hành nhiều không ạ? Có. Các bạn muốn học được tất cả những cái mẫu và kỹ thuật đấy không ạ? Có. Thế thì cô sẽ có một điều kiện là gì? Thứ nhất là các bạn phải đi học đúng giờ. Thứ hai là phải chăm chỉ học hành. Thứ ba là phải chịu khó đặt ra nhiều câu hỏi cho cô. Đấy, và sẽ phải làm tất cả các bài tập cô giao. Các bạn có đồng ý không ạ? Đồng ý. Ok. Vậy thì cô sẽ nói tiếp theo về cái giáo trình mà chúng ta sẽ học trong chương trình này như sau. Như các bạn đang thấy là cô đang phát cho các bạn ở trên bàn là một tập giáo trình. Trong này gồm có 16 công thức chính tạo form của vest và băng tô. Các bạn nhé. Đấy. Thì bây giờ cô sẽ đọc sơ qua về một số những cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ được học như sau. Các bạn sẽ ghi tên vào từng bảng của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ học từng lượt một. Ví dụ như các bạn đang nhìn thấy là đầu tiên là chúng ta sẽ học về công thức. Đây cô vừa nói lúc nãy, đây là công thức của áo vest 8 mảnh cơ bản này. Đấy, các bạn đều có đúng không ạ? Để cô giới thiệu thôi, xong các bạn sẽ có thể xem sau. Sau đó thì đến về cái phần tay của áo vest và măng tô này. Đấy, các bạn tí nữa các bạn có thể kiểm tra nhé. Tay áo vest và măng tô này. Sau đó thì các bạn sẽ đến cắt áo vest cơ bản của áo vest 8 mảnh thì được phát triển là các cái form, ví dụ như là các đường cắt lên nách này, hay lên vai này, hay là lên cổ. Đó. Hiện tại thì trong này của chúng ta như cô vừa nói là có 16 kiến thức chính của cái phần tạo form áo vest và băng tô, cho nên là các bạn sẽ thoải mái để say đắm với nó. Nghe có thấy sợ không ạ? Không. Không sợ đúng không? Không. Rồi. Và bây giờ thì cô sẽ giới thiệu sơ qua một chút về một số những cái mẫu sản phẩm ở đây. Ví dụ như các bạn đang nhìn thấy thì đây là một mẫu cổ sam rời các bạn nhé. Đây là một mẫu cổ sam rời này. Và mẫu cổ sam rời này thì cũng được xuất phát từ mẫu sam rời cơ bản. Sau đó thì chúng ta cách tân là chúng ta tạo thành những cái bông hoa để nhìn cái áo vest của chúng ta không bị cứng. Và các bạn cũng có thể phối màu để cái bông hoa của chúng ta nó là điểm nhấn trên cái áo vest. Sau đó thì cái màu hoa thì thường hay kết hợp với cái tông màu để nó theo cái màu zip hoặc màu quần ở bên dưới thì nhìn nó sẽ nổi bật hơn. Và các bạn tưởng tượng như nếu đây là một bộ đồng phục của các chị em ở văn phòng thì có đẹp không ạ? Đẹp. Rất là đẹp và không bị cứng đúng không ạ? Đó. Và đặc biệt là trên những cái mẫu áo vest như thế này thì khi mà chúng ta thiết kế cho các dáng người thì chúng ta bao giờ cũng phải quan sát xem là khách hàng đấy của chúng ta có chiều cao như thế nào này, rồi khuôn mặt ra làm sao, và vòng 1, vòng 2, vòng 3, và cái mong muốn của khách cũng như là làn da của khách như thế nào thì lúc đấy chúng ta mới có một bộ trang phục tổng thể đẹp.
Đấy. Thế thì tất cả những cái đó cô cũng sẽ hướng dẫn các bạn vào trong các bài học của chúng ta trong những ngày sắp tới. Vậy thì như các bạn thấy là mẫu váy này của chúng ta nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng cũng có rất là nhiều kỹ thuật, vì phần cổ đã được cách tân này, sau đó thì phần thân cũng đã được bổ ra thành 10 mảnh. Nhưng mà để cắt được những áo vest 10 mảnh này thì chúng ta cũng phải xuất phát từ những cái áo vest 8 mảnh trước. Đó, đấy là về phần cơ bản của tạo những cái form áo vest cũng như là áo măng tô. Và về còn về cách đo thì các bạn đang nhìn thấy là ví dụ đây là một cái mẫu cốt giống như cơ thể người của chúng ta và được minh họa, thì nó là hình khối 3D. Thì tại sao lại gọi là hình khối 3D? Vì là bình thường chúng ta cắt quần áo chúng ta hay giải trên mặt bàn thì chỉ có chiều dài và chiều rộng thì được gọi là 2D. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đặt lên trên cốt thì nó có một cái chiều gọi là chiều cao hay còn gọi là chiều nổi, thì mọi người gọi đấy là cắt 3D. Đấy, tại vì có rất nhiều bạn hỏi là không hiểu là cắt 3D và 2D như thế nào, thì cô có thể gợi ý như vậy. Và hình nộm của chúng ta cũng giống như hình người, thì khi mà chúng ta muốn cắt được một cái sản phẩm đẹp thì chúng ta phải hình dung ra được một cơ thể đẹp đã. Vậy thì một cơ thể đẹp thì chúng ta sẽ được học là cắt theo size M trước, để chúng ta biết cách nhìn tổng thể thế nào là một người chuẩn. Sau đó mình sẽ có một cái mốc từ người chuẩn để mình có thể nhìn ra những cái khách hàng khác chỗ nào chưa chuẩn để chúng ta điều chỉnh, và chúng ta sẽ che những cái nhược điểm của khách, còn những cái nào là ưu điểm của khách thì chúng ta sẽ tôn lên. Các bạn hiểu không ạ? Vậy thì cái mốc mà để chúng ta nhìn ra được cái đẹp đấy phải là một form đẹp đã. Đấy, và form đẹp như cô vừa nói đấy, chúng ta sẽ được thực hành là size M theo tiêu chuẩn của hàng bán sẵn của các hãng thời trang. Đó. Thì ví dụ cô nói như thế này, ví dụ như một cái size M của chúng ta đang có là ngực 86 là vòng 1 đúng không ạ? Vòng 2 là 68 đến 70, vòng 3 là 92 và chiều cao khoảng 1m60. Đó, thế bây giờ có một người khách hàng cũng bằng tất cả các thông số vòng 1, vòng 2 giống size M, nhưng cái eo của họ lại to hơn size M rất là nhiều. Ví dụ như eo của họ là 74 chẳng hạn, mà size M của chúng ta đang đến mức là có 70 thôi. Vậy thì đang to hơn mất mấy cm ạ? 4 cm. Vậy thì khi mà chúng ta đo cái số đo cho khách hàng mà biết ngay được là khách đang to hơn 4 cm rồi, mà chúng ta đã có được một cái form của một cái bộ khuôn vest của chúng ta size M chuẩn rồi, thì lúc đó chúng ta có thể dùng cái bộ khuôn đấy để chúng ta chỉ tăng cái phần eo thôi là chúng ta đã xong một sản phẩm. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta tận dụng sau khi mà chúng ta học theo form chuẩn. Cho nên là các bạn cũng sẽ được học các cái form chuẩn đó trong chương trình của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ có những cái bộ khuôn ngập như thế để chúng ta sử dụng nhảy size cho các dáng người rất là nhanh. Đấy, tại vì có nhiều bạn ở đây thì đa số là các nhà may, thành ra là cũng hay gặp những cái dáng người rất là khó, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ được trải nghiệm những cái dáng người đó trên chính chúng ta, cũng như là những khách hàng mà các bạn đang có danh sách của các số đo, đúng không ạ? Vì hôm qua cô có nghe có một bạn đến đây cũng hỏi cô là: cô ơi, hôm qua em đo một chị khách hàng nước ngoài ngực 150. Ôi trời ơi, cái thước này của chúng ta là 160, mà chị bảo phải nhờ một người xong rồi quàng ra để đo được cái ngực 150 thì cắt như thế nào. Đấy, cho nên là không phải là ai cũng chuẩn người mẫu. Thì với những cái khách hàng mà có những cái đặc điểm mà như thế hoặc là to như thế thì lại nhờ đến các nhà thiết kế phải chọn những cái trang phục nào để phù hợp này cho những người đó, người ta mặc thoải mái này và che được những cái nhược điểm và tôn được những cái ưu điểm. Các bạn có muốn thử với những khách hàng như thế không? Đấy, thế thì chúng ta sẽ được thử và cô sẽ trải nghiệm tất cả những mong muốn của bạn trong khóa học nhé. Đó.